Các bạn đang nghe chuyện tại kênh đọc truyện Góc Nhỏ Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Góc Nhỏ Radio nhé. Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căng, qua giọng đọc Cao Minh Thiện. Tập 178. Mạnh Hạo không quay đầu, hắn cảm nhận được sau lưng có một cái ôm rất chặt, giống như cái ôm khi sợ mất đi trong phản sinh động năm đó. Mạnh Hạo nở một nụ cười không nói gì, để mặc cho người ngọc sau lưng ôm lấy mình, từ đầu lên lưng của mình, như đang nghe tiếng tim đập. Dường như chỉ có tiếng tim đập mới có thể khiến cho nàng cảm thấy tất cả là chân thật. Xung quanh là giấc mộng hư ảo, nhưng mà hai người ở trong mộng lại đang có được nhau. Ta cho rằng thấy được nàng tức là có được thế giới, mà không hề biết trong giấc mộng của nàng cũng đã sớm có được ta. Trong hoàng hôn, ánh nắng chiếu lên mặt đất, chiếu rọi núi thứ tư, chiếu rọi cái bóng của ngọn núi lên trên mặt đất. Trong cái bóng đó có hai người đang ôm lấy nhau, như là hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại, khiến cho nhớ nhung, khiến cho ước hẹn trong nháy mắt này không còn như trong cát trong gió nữa. Nàng đã tỉnh rồi. Rất lâu sau, khi sắc trời dần tối đi, thì Mạnh Hạo quay đầu nhìn cô gái sau lưng. Vẫn là cái dung nhan đó, nhưng lại không còn như cũ nữa. Hồn khác biệt, khiến cho dung nhan vào giờ phút này đây cũng hơi có biến hóa tinh tế. Dường như là có thêm một chút thanh lãnh, ít đi một chút khẩn trương, thêm một chút đơn giản, bớt một chút xa lạ. Nàng chính là Hứa Thanh. Nàng không có sự thông minh của Hàng Bối, không có sự tươi đẹp như là Sở Ngọc Yên. Nàng là Hứa Thanh, đơn giản, thanh thanh lãnh lãnh, như trái tim của nàng. Nếu thích một người, không có nguyên nhân, chỉ là bất chi bất giác, trong mắt nàng đã có chàng. Hứa sư tỷ trong trang phục đệ tử ngoại môn, mái tóc đẹp, khuôn mặt vô cùng mịn màng. Tuy không phải là tuyệt mỹ, nhưng lại khiến cho Mạnh Hạo ghi nhớ trong lòng. Hứa Thanh nhìn Mạnh Hạo nở một nụ cười vui vẻ, ánh mắt dịu dàng, mang theo nhớ nhung, mang theo hồi ức của hơn trăm năm. Nhìn Mạnh Hạo, nhìn khuôn mặt trong ký ức kia, có thêm một sự tang thương, bớt đi những sự ngây thơ. Hứa Thanh ngóng nhìn Mạnh Hạo, không hỏi Mạnh Hạo vì sao lại ở đây, cũng không hề kinh hãi vì sao bản thân khi tỉnh táo lại thì lại nhìn thấy Mạnh Hạo. Dường như trong lòng của nàng, cho dù là lúc nào đi chăng nữa, cho dù là nơi nào, cái cảnh gặp mặt với Mạnh Hạo đều hiện lên trong đầu của nàng rất là tự nhiên, rất là bình tĩnh. Trong đoàn người hối hả, thiếp nhìn chàng, chàng nhìn thiếp, nở một nụ cười. Dường như là gặp gỡ như thế này trong thế giới của nàng đã xuất hiện hàng nghìn hàng vạn lần rồi. Dường như từ đầu đến cuối, cho dù năm đó ở trên Tử Hải, cũng vô cùng tin tưởng hai người nhất định sẽ có ngày gặp gỡ. Không kinh ngạc sao? Mạnh Hạo mỉm cười nói. Vì sao phải kinh ngạc? Chàng đã hứa chúng ta từng có ước hẹn sẽ còn gặp lại nhau mà. Hứa Thanh vẫn nở nụ cười lắc đầu. Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh nỗi cay đắng trong lòng lúc trước, lúc này đây đã tiêu tán rất là nhiều. Nụ cười trên mặt của hắn càng nhiều hơn. Câu trả lời như thế này mới là Hứa Thanh. Hứa Thanh rất là đơn giản. Nàng tin tưởng nhất định sẽ gặp lại, vì có ước hẹn, cho nên trong cả cuộc đời này, dù là lúc nào đi chăng nữa, dù là ở nơi đâu, nàng cũng đều không kinh ngạc. Nàng vẫn luôn kiên trì tin tưởng. Bao năm nay chàng khỏe chứ? Hứa Thanh dịu dàng nói. Nàng nhìn bóng hình nhỏ hơn mình mấy tuổi lại luôn ở trong lòng của mình hơn trăm năm nay, không làm sao quên được bóng dáng trước mắt. Nàng không quên được ở Đại Thanh Sơn, trước mắt mình có một cái mông vĩnh lên theo dây thừng chiêu chọc cái đám người của Vương Hữu Tài ở phía dưới. Nàng cũng không quên được trong Thượng Cổ Phúc Địa, lúc bản thân bất lực thì bóng dáng đó đang ngăn trước mặt của mình. Nàng lại càng không quên được trong Thanh La Tông, khi mình bị dung hợp với Phượng Tổ, lúc bản ngã đã thức tỉnh thì Mạnh Hạo đã ra khỏi tông môn, quay đầu mỉm cười. Nàng cả đời cũng không thể nào quên được tất cả những gì đã xảy ra ở trong vãn sinh động. Nếu nói là bí mật, ví dụ là tình cảm hai bên tích lũy về giữa nàng và Mạnh Hạo, lại có quá nhiều bí mật mà chỉ bọn họ mới hiểu được. Tay đi tay mạc, rồi đi mặt thổ. Mạnh Hạo cười nói, lúc này đây gió đêm cũng thổi tới,
thổi tung bay vài sợi tóc của Hứa Thanh. Mạnh Hạo đưa tay lên, nhẹ nhàng vén nó lên. Hứa Thanh cúi đầu, khóe miệng mỉm cười. Thiếp cũng đi mạc thổ, cũng đi tay mạc. Rất nhanh, nàng lại ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo. Ta biết. Mạnh Hạo cười nói. Dưới ánh trăng, ánh trăng dịu dàng chiếu lên hai người, giống như là một lớp áo bạc. Một cơn gió đẹp thổi lay cái mái tóc của hai người. Hứa Thanh nhìn Mạnh Hạo, nhìn một lúc đột nhiên sững sờ, như nghĩ đến một cái điều gì đó, mở to mắt liền có một vẻ kỳ lạ. Không đúng, chàng làm sao lại biết hình dạng của thiếp? Câu nói của Hứa Thanh lập tức khiến cho tâm thần của Mạnh Hạo chấn động, đôi mắt của hắn liền híp lại, nhiều mắt không lập tức trả lời. Tâm thần của hắn ở bên ngoài nhìn bản thân, nhìn về tướng mạo, hoàn toàn không có một chút nào khác biệt với bản thân cả. Hắn đã phát hiện ra bản thân hoàn toàn bỏ qua cái chuyện này. Hứa Thanh cũng được, mà Quý Minh Phong cũng được, còn có cả những người khác đến từ vùng đất của Nam Thiên kia, bọn họ đều có bộ dạng hoàn toàn khác với bản thân. Bọn họ dung hợp tới nơi đây, dường như là hồn nhập vào thân thể của người khác. Nhưng mà bản thân của mình lại hoàn toàn khác. Hắn có thể mở ra túi trữ vật, có thể lấy ra vật phẩm ở trong túi trữ vật. Tuy không thể thu những thứ ở trong này vào trong túi trữ vật, nhưng mà bộ dạng của hắn lại hoàn toàn giống hệt của bản thân hắn. Trước đó Mạnh Hạo quên mất cái điều này, thậm chí hắn còn không hề nghĩ tới. Lúc này lời nói của Hứa Thanh giống như là vạch ra thiên cơ, giống như là một tia sấm sét nổ vang, vạch ra tâm thần của Mạnh Hạo. Hắn hít thở dồn dập. Hứa Thanh ở bên cạnh nhìn Mạnh Hạo, không tiếp tục hỏi. Nàng nhận ra lúc này đây Mạnh Hạo đang suy nghĩ, đang trầm tư và một chuyện có thể khiến cho người ta chấn động. Mạnh Hạo nghĩ đến bản thân ở trong cảnh giới đầu tiên lúc trước, bước lên trên ngọn núi thứ tư, không nhìn thấy hài cốt, chỉ nhìn thấy một cái cổ quan tài trống rỗng. Lẽ nào ta dùng chân thân tiến vào nơi này? Người khác đi vào là thông qua ký thân, chỉ là hồn lạc vào trong giấc mộng thôi. Nhưng mà ta không có ký thân, ta là dùng thân thể thật sự bước vào nơi này sao? Mạnh Hạo cảm thấy hơi thở khó mà tưởng tượng được, thậm chí không thể nào lý giải. Cũng chỉ là có như vậy mới có thể giải thích vì sao ta có thể mở ra được túi trữ vật, vì sao bộ dạng của ta lại không thay đổi. Nhưng mà nếu bộ dạng của ta không thay đổi, vì sao Kha Giang Hải, kể cả những người khác đều không nhìn ra dấu vết gì chứ? Mạnh Hạo im lặng một lúc sau thì hắn dường như đã có đáp án. Chắc là vì Kha Cứu Tư, mà nơi này cuối cùng cũng chỉ là một diễn cổ hư ảo mà thôi. Mạnh Hạo thở dài dây chán. Vấn đề bản thân có mâu thuẫn, hắn có thể nhìn thấu một chút, không thể hiểu rõ toàn bộ được. Nếu đã là như vậy thì những người khác sau khi tỉnh lại há chẳng phải đều nhận ra ta là ai sao? Đôi mắt của Mạnh Hạo chợt sáng lên, xuất hiện hàn quang rồi nhanh chóng đã biến mất. Hắn cười nhạt. Nhìn ra thì đã làm sao chứ? Với thân phận của ta hiện bây giờ, cho dù bọn họ có nhận ra cũng đều phải giấu ta, không phải là ta muốn giấu bọn họ. Mạnh Hạo nghĩ cẩn thận, đang muốn trả lời thì đột nhiên trong đầu xuất hiện một cái suy nghĩ cực kỳ lớn mật, gần như là điên cuồng. Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện thì Mạnh Hạo cũng cảm thấy khó tin, cố gắng muốn xóa bỏ nhưng lại càng lúc càng sâu, khiến cho đôi mắt của hắn dần dần lộ ra một hoang mang đáng sợ. Chàng... Hứa Thanh nhìn Mạnh Hạo chần chừ một chút rồi nói. Ta không sao. Mạnh Hạo mỉm cười nói, nhưng mà quang mang trong mắt không chỉ không hề biến mất mà ngược lại còn càng lúc càng thâm thúy. Có suy nghĩ gì chàng cứ đi làm đi, không cần để ý đến thiếp đâu. Hứa Thanh đứng dậy chỉ vào trong động phủ. Nơi này thiếp dùng trước. Mạnh Hạo gật đầu, tay phải lấy ra từ trong lòng một cái ngọc giản, chính là 300 đạo pháp của Kha Vân Hải cho hắn, đưa cho Hứa Thanh. Nơi này có một chút đạo pháp, nàng nhìn xem có thể minh ngộ cái gì không? Hứa Thanh đón lấy, thần thức đã quét qua, lập tức trợn tròn mắt, có vẻ không dám tin tưởng, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, trong lòng trống rỗng. Nàng có thể đến yêu tiên cổ tông này, tất nhiên hiểu biết về nơi này khá là nhiều, nhưng mà càng hiểu hết thì lại càng chấn động về cái ngọc giản này của Mạnh Hạo. Đây, đây đều là đạo pháp của yêu tiên tông đó. Mạnh Hạo cười nói. Hứa Thanh nhìn Mạnh Hạo một lúc, lúc này mới gật đầu, vẻ mặt có hơi cổ quái. Lúc này đây ở trong đầu của nàng
cũng dần dung hợp với ký ức nguyên bản của thân thể này, tìm được thân phận của Mạnh Hạo. Khi mà phát hiện ra thân phận của Mạnh Hạo ở nơi này, thì Hứa Thanh đột nhiên cảm thấy, với hiểu biết của mình so với Mạnh Hạo, cho dù là một ngày Mạnh Hạo mang tất cả 3.000 đạo pháp đến ở trước mặt của mình, cũng không phải nào là không thể. Hứa Thanh tiến vào trong động. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó bao quát mặt đất. Đôi mắt lại lộ ra ánh sáng kỳ dị, thỉnh thoảng lại sờ lên túi chứa vật của bản thân, đôi mắt chớp sáng. Nơi này đối với người khác mà nói chính là một hư ảo diễn cổ, giống như là một cái giấc mộng. Nhưng mà ta lại dùng chân thân tiến vào, vậy liệu có khả năng biến nơi này thành một đoạn lịch sử thật sự tồn tại hay không đấy? Mạnh Hạo cảm thấy cái suy nghĩ của mình quả là không thể nào tưởng tượng được. Hơi nữa, chàng đầy mâu thuẫn, nhưng mà hắn cũng không thể nào khống chế cái suy nghĩ này. Tuy là nói đến 9-10 phần là không thể, nhưng mà cần có một chút khả năng kia thì... Mạnh Hạo hít thở dồn dập, đôi mắt càng thêm sáng ngời. Chỉ cần có một tia khả năng, ta sẽ lợi lớn rồi. Mạnh Hạo hít sâu lắc mình, đi ra khỏi phạm vi của động phủ, thuận theo ngọn núi thứ tư lập tức tìm kiếm. Rất nhanh sau đó, hắn đã tìm được một đệ tử nội môn đang tuần núi. Đệ tử nội môn này mặc trường bào, giống như là u hồn trôi nổi đi tới. Đột nhiên nhìn thấy Mạnh Hạo đi tới liền: Bái kiến tiểu tổ. Tên đó lập tức dừng chân lại, chắp tay vái chào. Tuy mà Mạnh Hạo đã bị hủy bỏ thân phận đệ tử thân truyền, nhưng mà đối với núi thứ tư mà nói, thì đệ tử thân truyền chỉ là cái thứ yếu, tiểu tổ mới là thân phận vĩnh viễn. Người có đang dược không? Mạnh Hạo lập tức mở miệng, đôi mắt sáng lên, khiến đệ tử này sửng sốt, vội vã gật đầu, lấy ra một cái bình đan dược từ trong túi chứa vật kia đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đón lấy liền gật đầu, lắc mình rời đi ngay khi đệ tử nội môn này vẫn còn chưa hiểu gì. Về tới bên ngoài động phủ, hắn khoanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi mở cái bình ra, thì trong đó có 7 cái viên đan dược lớn cỡ cái quả nhãn, tỏa ra từng đợt mùi hương. Mạnh Hạo ngửi một chút thì trong đó có rất nhiều thành phần hắn rất là xa lạ, nhưng mà đại khái là có thể xác định được đây là một viên đan dược có thể gia tăng tu vi. Hơn nữa, phẩm chất của đan dược này cực kỳ tốt, là bát tuyệt đan. Quan trọng nhất chính là bản thân của đan dược này căn bản không phải là phàm phẩm. Trong Yêu Tiên Tông viễn cổ này, đan dược tùy thân của một đệ tử nội môn, đối với tu sĩ vùng đất Nam Thiên mà nói, nó có thể được gọi là tiên đan cũng không hề quá đáng. Thậm chí mà nếu để cho ở vùng đất Nam Thiên, cái một bình đan dược này cũng đủ để chấn động tất cả các loại tông môn. Mạnh Hạo chần chừ một chút, nhưng mà rất nhanh đã nghiến răng. Sau khi lấy ra một viên đan dược, lập tức ngậm vào trong miệng. Đan dược vừa vào trong miệng thì từ từ tan ra, đồng thời trong đầu của Mạnh Hạo chấn động. Một luồng lực lượng mênh mông không thể hình dung, trong nháy mắt này bao phủ toàn thân thể của hắn. Hắn giống như là hóa thành một con thuyền cô độc ở trong nộ hải vô tận, yếu đến không chịu được sóng gió. Hắn lập tức há miệng nhổ đan dược ra. Qua khoảng mấy canh giờ sau thì sắc trời cũng đã sáng lên, hắn mới mở mắt ra. Trong cái khoảnh khắc hắn mở mắt ra thì hắn lập tức xem xét tu vi của bản thân, nhưng mà rất nhanh đã câu mày. Tu vi của hắn không hề gia tăng một chút nào, giống như là tất cả lúc trước đều là hư ảo. Không có tác dụng sao? Mạnh Hạo thở dài, đáy lòng tuy sớm đã dự đoán được, nhưng mà vẫn có một chút tiếc nuối. Lúc đứng dậy thì hắn nhìn mặt trời đang từ từ mọc lên, đột nhiên lại có một chút suy nghĩ. Đan dược không hiệu quả, không thể gia tăng tu vi, vậy với một số công pháp hoặc là khu vực đặc thù của Yêu Tiên Tông để tu luyện thân thể thì liệu có tác dụng hay không đấy? Đôi mắt của Mạnh Hạo chợt lóe lên, minh ngộ tu hành công pháp gia tăng mạnh mẽ của thân thể trong thời gian ngắn này khả năng là không lớn. Nhưng mà một số khu vực chuyên tu luyện thân thể, với ký ức của Kha Cửu Tư trong đầu của Mạnh Hạo, Yêu Tiên Tông cũng có một số. Một số trong đó chính là trên núi thứ tư, tên là Cửu U Động. Nơi này có tồn tại Cửu U âm xa vô cùng vô tận, nương theo gió từ Minh Hạ, khiến cho tu sĩ sau khi bước vào, nếu thực lực bản thân không đủ thì lớp da toàn thân thể sẽ nhanh chóng bị lột bỏ, máu thịt mơ hồ, xương cốt bị rút ra. Đồng dạng, bản thân Cửu U âm xa kia vì chí âm cho nên trong đó cũng là chí dương, ẩn chứa lực lượng có thể khiến cho thân thể khí quyết tràn trề.
Nếu có thể thường xuyên tu hành ở trong đó, có thể khiến cho thân thể càng thêm mạnh mẽ thêm. Đôi mắt của Mạnh Hạo chợt lóe lên, lập tức đi Cửu U Động. Vừa mới tới thì đệ tử hạch tâm của ngọn núi thứ tư canh giữ nơi này lập tức sửng sốt. Y ở nơi này đã bao năm, cũng chưa từng thấy tiểu tổ đi đến nơi này. Sau khi vội vã bái kiến thì nghe được yêu cầu của Mạnh Hạo, đệ tử hạch tâm này lập tức mồ hôi đầy đầu, vội vã khuyên bảo. Nhưng mà thấy Mạnh Hạo cố chấp, chỉ có thể cố gắng mà mở ra. Tiểu tổ, trong đó rất là nguy hiểm á. Ngài ở khu bên ngoài rèn luyện thân thể được rồi, nhất định đừng có vào trong đó nghe. Mạnh Hạo gật đầu. Vách đá ở trước mặt của hắn được đệ tử hạch tâm mở ra thì phát ra một cái quang mang. Mạnh Hạo cất bước đi vào. Vừa mới tiến vào thì xung quanh hoàn toàn đen nhánh. Mạnh Hạo chưa kịp nhìn rõ thì toàn thân lập tức đau đớn. Dường như là có vô số đá sỏi vờn quanh toàn thân thể của hắn. Chỉ trong cái chớp mắt này, Mạnh Hạo đã gần như là tan vỡ. Hắn nén lại cơn đau, đột nhiên mở ra để thất mệnh. Ầm một tiếng, thân thể của hắn lập tức bành trướng. Sức chiến đấu 64 lần nguyên anh đại viên mãn, thân thể mạnh mẽ, hoàn toàn bộc phát. Như vậy mới miễn cưỡng kiên trì. Nhưng mà cơn đau toàn thân lại càng lúc càng mạnh. 10 hơi thở sau, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, lập tức lùi lại, nhanh chóng đi tới cửa ra ở sau lưng, thoát khỏi cái thế giới gió cát đáng sợ này. Vừa đi ra thì hắn lập tức xếp bằng lại, máu thịt toàn thân lẫn lộn, thoạt nhìn rất là đáng sợ, khiến cho đệ tử hoạch tâm phụ trách nơi này lập tức tim đập chân run, sợ Mạnh Hạo có xảy ra chuyện gì ở nơi này. 2 canh giờ sau thì Mạnh Hạo khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Cho đến khi hoàn toàn bình thường thì hắn mở mắt ra, trong mắt có một vẻ mệt mỏi. Nhưng mà sau khi hắn cảm nhận thân thể của mình, đôi mắt lóe lên một tia sáng mạnh mẽ, trong đó ẩn chứa kích động và hưng phấn. Thân thể có thể tu hành. Mạnh Hạo không biết cái loại thân thể mạnh mẽ này liệu có biến mất khi rời khỏi không, nhưng mà hiện giờ cảm giác thân thể rõ ràng mạnh hơn một chút, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng là chân thật. Nếu có thể kết hợp với một vài công pháp luyện thể như là Thôn Sơn Quyết, Yêu Mệnh Cũ Biến, có lẽ sẽ còn có lợi nhiều hơn nữa đó. Đôi mắt của Mạnh Hạo lộ ra một vẻ chờ mong, lắc mình bay về động phủ. Trong nháy mắt, hắn bước vào trong động phủ. Hứa Thanh ở bên trong mở mắt ra, nhìn Mạnh Hạo tinh thần hưng phấn, nở một nụ cười dịu dàng. Thời gian từ từ trôi đi, đảo mắt đã qua 10 mấy ngày. Đệ tử ở trên ngọn núi thứ tư dần dần phát hiện ra tiểu tổ của bọn họ, vị ác bá Liêu Lỏng số 1 kia, những ngày này dường như là đã đổi tính rồi, lại không hề rời khỏi con núi thứ tư nửa bước. Cả ngày hoặc là cảm ngộ đạo pháp, hoặc là tiến vào Cửu U Động rèn luyện thân thể. Cái loại chuyện khác thường này kinh động tất cả đệ tử ngọn núi thứ tư. Thậm chí ngay cả Kha Phân Hải cũng không dám tin tưởng được. Sau mấy lần quan sát, cuối cùng trên mặt của ông cũng hiện lên một nụ cười vui vẻ. Mạnh Hạo chìm đắm trong tu hành, không còn để ý đến bất cứ chuyện gì khác. Cho dù là những tu sĩ khác đến từ vùng đất Nam Thiên liên tục thức tỉnh, cũng hoàn toàn mặc kệ. 10 mấy ngày rèn luyện thân thể khiến cho thân thể của hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Hiện giờ rõ ràng chỉ là đệ nhất mệnh, nhưng mà thân thể của hắn đã rèn luyện đến mức như là mở ra đệ nhị mệnh rồi. Cường độ thân thể tăng lên như vậy khiến cho Mạnh Hạo nhìn ra phương hướng của bản thân. Nếu ta có thể ở trạng thái đệ nhất mệnh mà có được thân thể mạnh mẽ so sánh với đệ thất mệnh, vậy cho dù là tu vi không đổi, chỉ dựa vào thân thể của ta thôi, ta cũng có thể có được cơ thể của Chảm Linh. Tim của Mạnh Hạo đập nhanh hơn. Hắn cảm thấy được so với công pháp thì trong cảnh giới thứ hai này, tu hành thân thể cũng rất là quan trọng. Vì đây là cơ duyên chỉ thuộc về cá nhân của hắn. Trước hắn, bất cứ tu sĩ nào đến cảnh giới thứ hai cũng không thể thu được giống như Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hít sâu, trong mắt liền sáng ngời. Những ngày này hắn và Hứa Thanh tu hành 300 đạo pháp, nhất trí với Hứa Thanh minh ngộ những đạo pháp khác nhau. Mạnh Hạo chỉ cần phát hiện bản thân không thể minh ngộ, lập tức đổi một đạo pháp khác. Thời gian 10 mấy ngày, 300 đạo pháp bị hắn xem toàn bộ. Cuối cùng có 3 bộ được Mạnh Hạo trọng điểm mà tham ngộ. Thứ nhất chính là Thôn Sơn Quyết, thứ hai chính là Thiên Yêu Biến, còn cái cuối cùng chính là Ly Thần Quyết mà Kha Cứu Tư tu hành. Thôn Sơn Quyết này nội ngoại đều tu hành được hết, nhưng mà trọng điểm vẫn đặt ở tu luyện thân thể.
Nếu tu đến cực hạn, có thể thành nhân tiên rồi. Còn về cái thiên yêu biến này, cái thực này xếp hạng thứ 96, có thể nói là rất đáng sợ. Thực pháp này lại cần yêu hồn dung nhập vào trong thân thể, có thể quá thân thành thiên yêu. Tổng cộng có 19 tầng, mỗi một tầng có thể quá thành một đại yêu thiên địa. Còn về cái ly thần quyết này thì lại là bất tử chi đạo rồi. Trong mắt của Mạnh Hạo xuất hiện quang mang. Trong ba môn đạo pháp, nếu nói là thần bí nhất chính là ly thần quyết này. Nó không nằm trong 3000 đạo pháp của Yêu Tiên Tông, mà là Kha Vân Hải ngẫu nhiên mà thu được. Với tu vi và kiến thức của lão cũng coi như là chí bảo. Đáng tiếc bản thân không hợp để tu hành, cho nên mới đốc thúc Kha Cố Tư tu hành. Ly thần quyết có thể tu thành thần hồn bất tử. Một khi thần hồn xuất hiện thì thiên địa luân hồi bất khả diệt, cho dù là tử vong sau nhiều năm cũng có thể một lần nữa sống lại. Thuật này rất là nghịch thiên. Càng hiểu rõ những công pháp này thì Mạnh Hạo càng chấn động với sự mênh mông của Yêu Tiên Tông. Thậm chí mười mấy ngày này, hắn quan sát đệ tử Yêu Tiên Tông tu hành, lại tìm được khí tức đồ đằng trong tu hành của bọn họ. Đặc biệt là trong số 300 đạo pháp Mạnh Hạo thu được, có một số lúc này hắn nhìn kỹ lại thì có một cái giai đoạn tu hành trong những cái đạo pháp này rõ ràng chính là cần quá thân thành cái đồ đằng. Phát hiện này xác minh một số dự đoán của Mạnh Hạo ở Tây Mạc năm đó. Khởi nguồn của đồ đằng dị yêu của Tây Mạc rất có khả năng bắt đầu từ Yêu Tiên Tông. Càng hiểu Yêu Tiên Tông, sự chấn động của Mạnh Hạo càng thêm mạnh mẽ. Những ngày tiếp theo thì hắn chuyên tâm tu hành Thôn Sơn Quyết và Thiên Yêu Biến, trong đó lấy Thôn Sơn Quyết làm chủ. Còn Thiên Yêu Biến, Mạnh Hạo không định minh ngộ hoàn toàn. Ở Thiên Yêu Biến, hắn cảm nhận được có những chỗ tương đồng với Thất Mệnh Anh Biến của bản thân. Về Ly Thần Quyết thì có thuật này rất là kinh người. Mạnh Hạo muốn cảm ngộ nhưng lại không thể thành công được. Thời gian cứ thế mà trôi qua rất nhanh. Mạnh Hạo ở trong cảnh giới thứ hai này đã được một tháng. Một tháng này Hứa Thanh không ra khỏi động phủ, hoàn toàn chìm đắm trong việc minh ngộ đạo pháp. Mạnh Hạo bỏ dần qua Ly Thần Quyết, cũng bỏ qua luôn Thiên Yêu Biến mà chuyên tâm tu hành Thôn Sơn Quyết, đồng thời không ngừng rèn luyện thân thể trong Cửu U Động. Vào lúc này hắn đã có thể kiên trì 30 nhịp thở ở trong Cửu U Động, thân thể đã mạnh mẽ lên, được hắn cảm nhận cực kỳ rõ ràng. So với Mạnh Hạo liêu lỏng chịu phạt rơi lúc đầu, với Mạnh Hạo sau một tháng nhìn biến hóa to lớn trong đó, ai nấy đều thấy lạ. Lần trước sau khi bị phạt rồi, ta liền suy nghĩ đến một vấn đề. Nếu mà thân thể đủ mạnh, biết đâu phạt rồi cũng sẽ không có đau như vậy chứ. Mạnh Hạo nhìn ánh mắt của những đồng bạn liêu lỏng xung quanh, ho khan một tiếng, nói năng đường hoàng. Ta có một cái dự cảm, biết đâu sẽ có lúc phải chịu năm rồi, sáu rồi, hoặc nhiều hơn nữa. Nếu mà không rèn luyện cái thân thể cho tốt, sau này chỉ có thể chịu khổ thôi á. Lời của Mạnh Hạo khiến cho những kẻ liêu lỏng xung quanh như có suy nghĩ cái gì đó, dường như là cảm thấy Mạnh Hạo nói cũng có chút đạo lý. Không lâu sau, Mạnh Hạo gọi Hứa Thanh tới, cùng với đám liêu lỏng Yêu Tiên Tông lần đầu tiên rời khỏi ngọn núi thứ tư trong một tháng này. Khi bọn họ ra bên ngoài, trên bầu trời bụp một tiếng xuất hiện cái đó sen trắng. Tất cả đệ tử của các phong lập tức nhìn thấy bông hoa, ai nấy vội vã cúi đầu trong lòng cảnh giác. Mọi người đều biết các tên ác thiếu của bản tông ổn định được một tháng đã lại đi ra rồi. Kể cả Mạnh Hạo trong đám người ý ấy gọi nhau, thỉnh thoảng có người từ bốn phương tám hướng bay tới tiến vào bên trong đám người. Rất nhanh số người bọn họ đã đến mấy trăm, bay nhanh trong Yêu Tiên Tông. Trên đường nói cười cười. Đối với Hứa Thanh được Mạnh Hạo dẫn theo, mọi người đều hiểu ý cười cười, chú ý chăm sóc. Không bao lâu, mọi người đã đi ra bên ngoài 7 ngọn sơn phong của Yêu Tiên Tông. Ở trên một ngọn núi không cao không thấp, ngọn núi này trong Yêu Tiên Tông là một cấm khu, nhưng lại không được coi là cấm khu. Bởi vì nơi này vốn không phải là cấm khu, nhưng mà từ sau khi bị cái đám liêu lỏng của Yêu Tiên Tông chiếm cứ, coi như là đại bản doanh thường ngày, nơi này liền trở thành cấm khu của đệ tử Yêu Tiên Tông. Trên ngọn núi có một đại điện xa qua. Mạnh Hạo ngồi ở vị trí cao nhất. Mọi người chung quanh hắn dựa theo địa vị của tổ tông trong tông môn ngồi theo thứ tự. Tổng cộng 70-80 người đang nói cười cười, nói những chuyện thú vị trong tông môn, nói đến phong cảnh khi ra bên ngoài rèn luyện. Cổ Tư, đệ đệ của ta gần đây có mấy đệ tử nội môn muốn gia nhập vào yêu minh của chúng ta.
Ta bảo nó dẫn người tới, lát nữa người xem, nếu không có vấn đề gì thì coi như là họ đã gia nhập rồi ha. Bên cạnh của Mạnh Hạo có một thanh niên có vẻ mặt tuấn tú, chỉ là sau lưng có đôi cánh màu đen. Lúc này đây ôm lấy một nữ đệ tử xinh đẹp mảnh mai, cười nói với Mạnh Hạo. Yêu Minh, Mạnh Hạo không hề xa lạ. Theo ký ức của Kha Cửu Tư ở trong đầu của hắn, đây là một tổ chức hoàn toàn do những gã lưu lỏng bọn hắn tạo thành. Nhưng phàm là người đến vào trong tổ chức này đều sẽ được đám chơi bời này bảo vệ. Đương nhiên cũng phải nộp một ít phí dụng cung phụng đám chơi bời của bọn họ. Đối với cái chuyện này, Yêu Tiên Tông cũng là mắt nhắm mắt mở, không muốn để ý tới, chỉ để cho bọn họ làm loạn. Dù sao thì đám cái yêu minh này, gốc rễ của bọn họ ở Yêu Tiên Tông đều là con cháu các trưởng lão, thân phận không tầm thường. Bình thường cho dù rất là ngông nghênh, nhưng mà nếu nói về trung thành thì lại vượt xa tuyệt đối đại đa số đệ tử. Mạnh Hạo nghe thấy liền gật đầu, cầm chén rượu uống xuống một ngụm. Hứa Thành ở bên cạnh hắn tò mò xem xét mọi người ở xung quanh. Đối với thân phận của Mạnh Hạo thu được này, cho đến giờ nàng vẫn cảm thấy khó mà tưởng tượng được. Không bao lâu thì có một nhóm đệ tử muốn gia nhập vào yêu minh, lần lượt được dẫn vào trong đại điện. Ai nấy đều run run, nhìn đám đệ tử lưu lỏng ở trước mắt, vội vã đi lên bái kiến, sau đó chắp tay chào mọi người. Từng nhóm người đi lên, thời gian cũng không dài. Có 3 tu sĩ, 2 nam 1 nữ, cũng có hơi khẩn trương. Nhưng mà sự khẩn trương này ở trong mắt của Mạnh Hạo cũng không phải là chân thật. Ở sâu trong mắt của bọn họ có một tia khinh thường, người ngoài rất khó mà phát hiện, bị hắn ngấm ngầm mà nhìn thấy. Trong nháy mắt hắn nhìn thấy 3 người này thì Mạnh Hạo mỉm cười, đồng thời 3 người cũng nhìn thấy Mạnh Hạo ngồi ở nơi cao nhất, nghiễm nhiên là cầm đầu đám lưu lỏng này rồi. Lúc nhìn thấy Mạnh Hạo thì 3 đệ tử nội môn này đột nhiên chấn động, trong mắt có một vẻ không thể tin tưởng. Bọn họ nhận ra Mạnh Hạo, Mạnh Hạo cũng nhận ra khí tức trên người của 3 người này. Trong 3 người, cô gái chính là Quý Tiếu Tiếu. Một người khác Mạnh Hạo cảm thấy xa lạ, nhưng mà trên thân thể cô gã khiến cho Mạnh Hạo cảm giác tương tự như Quý Minh Phong. Điều này khiến cho Mạnh Hạo xác định rằng đây cũng chính là người của Quý gia. Mà người cuối cùng lại khiến cho Mạnh Hạo có phần hơi bất ngờ, đó chính là một người khiến cho hắn có một chút ký ức. Nghĩ lại cẩn thận mới nghĩ ra đối phương là ai. Người này chính là Tống Vân Thư, đạo tử nam vực của Tống gia. Mạnh Hạo từng thu được vị trí thứ nhất trong đại hội kén rể của Tống gia, trở thành vị hôn phu của kiều nữ Tống gia. Tuy nói việc này hắn trước giờ hoàn toàn không để ý, nhưng mà hôm nay gặp được Tống Vân Thư lại hơi trầm ngâm, nghĩ đến đối phương là ai. Thú vị, lại nơi đây một lần nữa gặp đến 3 người. Trong mắt của Mạnh Hạo xuất hiện hàn mang. Hứa Thanh ở bên cạnh hơi mỉm cười, nhìn về phía của 3 người kia. 3 người này sắc mặt thay đổi, bọn họ không làm sao mà ngờ được lại gặp Mạnh Hạo ở nơi đây. Đặc biệt là thân phận của Mạnh Hạo giờ phút này hoàn toàn đã khiến cho bọn họ chấn động. Bọn họ đương nhiên là biết thân phận người có thể ngồi ở vị trí cao nhất ở nơi này chính là ai, nhưng càng biết thì lại càng không thể tin tưởng được. Đặc biệt là bộ dạng của Mạnh Hạo không hề khác biệt gì so với bên ngoài, càng khiến cho bọn họ kinh hãi. Hắn lại thu được thân phận đệ tử thân truyền Kha Cửu Tư. Hắn thu được ký thân của Kha Cửu Tư sao? Điều này làm sao có thể xảy ra chứ? Đệ tử thân truyền, đây là ký thân chỉ tồn tại trong truyền thuyết á. Quý Tiếu Tiếu trợn mắt, hít thở gấp gáp, trong đầu chợt chấn động. Đã kết thúc tập 178 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 179 của bộ truyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn nhé.